đối với G1 X-On này á, thì nhà sản xuất mặc định cho mình là 100 preset, 100 tiếng. Trong đó mình anh em nên nhớ là nó trong mỗi cái hộp của G1 X-On đều có user manual, thì anh em nên đọc sơ qua để nắm được những cái tiếng của nhà sản xuất. Thì mình xin nói rõ một cái là giống như là nhà sản xuất là sẽ có 100 tiếng reset, mình tạm gọi ra là những cái group ha, gọi là group A, group B, C, D, E, F. Thì nếu mà những cái tiếng ở group A thì gọi là những cái tiếng demo của nhà sản xuất, mình nói xin lỗi, giả sử tiếng group bây giờ đang C thì mình chuyển về sorry, giờ mình sẽ quay về về hôm ha, giờ mình đang đây nó hỏi mình nãy là do mình chọn cái chế độ là nãy mình chọn chế độ là sale mà phải hỏi nó, cho nên nãy mình có một số thay đổi, nó hỏi mình có lưu lại không, mình enter là không. Bây giờ mình sẽ chuyển nó về C, B, A, rồi mình chuyển về group A. Thì trong nhà sản xuất sẽ ghi là group A đó là những cái tiếng demo, giả sử như là cái thằng A4 này đó là work cái tên của nó nè, John Henry Walker, hay bất kỳ gì đó. Đây là tiếng của nhà sản xuất ở group A, nó là những cái tiếng demo đó. Và những tiếng clean thì nằm ở group B và group C ha. Ví dụ group này A6, mình sẽ lên B. Đây là những tiếng clean nằm ở group B và group C. Và những tiếng grunge là để nằm ở group D, group D. Đây group D và group tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái tiếng như là hai gen, gen để quýnh metal bất kỳ gì đó thì nằm ở group F và G ha. Tiếp theo F nè, nằm group này và G ha. Rồi tiếp theo nữa group H là của swing break hoặc là legacy tone gì đó, thì những hiệu ứng đặc biệt nó sẽ nằm ở group sau. Thì thật ra anh em mỗi người mình chơi, ví dụ mình nói là chơi về tân nhạc đi, tân nhạc thì anh em có thể là sẽ muốn thì mình có thể mình xét từ trong mỗi group, group A cho tới những group kia, thì trong mỗi group nó sẽ có 10 tiếng khác nhau. Ví dụ mình nói đây là mình quay về group A thì anh em dễ nha. Rồi, mình quay group A thì mình anh em sẽ thấy là có từ A0 cho tới tới A9 ha, là 10 tiếng. Rồi sau đó sẽ chuyển qua là B. Thì nếu như mà mình muốn mà mình chơi á, để mà thuận tiện, bây giờ nếu mà giả sử mà một cái tiếng ở A0 là tiếng clean chẳng hạn, và mình chơi muốn hai gen diffusion ha, chẳng lẽ nó phải bấm qua cái GF đó thì rất là lâu. Cho nên là lúc mà mình làm tiếng thì mình anh em chọn một cái group nào anh em thích thì mình sẽ lưu ví dụ 5-7 tiếng, chục tiếng gì vào một cái group đó, giả sử group A, group B, C gì đó, thì mình chỉ cần là chuyển qua đó mình chơi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cách làm tiếng. Thì đối với nhà sản xuất đã mặc định những cái tiếng đó rồi, những cái group đó rồi, mình muốn tiếng clean, tiếng này kia là có đầy đủ. Thì bây giờ giả sử mình cần làm một cái tiếng clean đi, mình sẽ, nếu anh em new buy thì nên dựa vào những tiếng của nhà sản xuất và mình sửa lại là nhanh nhất. Còn nếu anh em đã biết mà muốn cần làm lại mà cần làm từ đầu cái tiếng của mình thì nó đơn giản rồi, không có gì phải khó khăn hết. Thì bây giờ giả sử mình nói về cái cách làm của làm tiếng ha, làm tiếng sửa lại những cái tiếng của nhà sản xuất theo cái ý thích của mình. Mình đang chọn là cái tiếng B0 là cái tiếng clean. Thì bây giờ mình coi trong đây, các bạn sẽ thấy nó có nè 1, 2, 3 cục, có nghĩa là nó đang sử dụng 3 cái effect rồi trong tổng số 5 effect tối đa. Thì mình coi nó đang sử dụng là những cái cục gì, mình sẽ nhấn quay cái hiếm này. Đây nó sử dụng một cái Mark 30 nè, một cái hiệu ứng room nè, và một cái một con 160 compressor. Thì giả sử bây giờ mình muốn số 1 này là cái gì, đang coi là cái gì, thì anh em vào đây enter vào coi số 1 này ha. Đó, thì nó sẽ có những cái thông số trong đây cho anh em chỉnh sửa, chẳng hạn như gain, về mức độ gain nào, về tubi bóng đèn level, mình muốn chuyển đây là trang 1 qua trang 2 thì mình chuyển qua lúc này chuyển qua chép middle bass ha, chuyển qua nữa thì nó là cái gì, đây present cap line out bất kỳ gì đó có đầy đủ cho mình. Mình không ấy, mình quay về ha, quay về ok đó.
thì ở giả sử ở cái tiếng này mình muốn coi nó là cái đầu tiên, nó là nó sử dụng cái em này, anh em enter vào thì nó đang sử dụng là em này, cái em max 30 này thì nó tạo ra tiếng sao. Giờ mình thử ra coi tiếng sao, nó là tiếng lên sẵn mặc định của nhạc sức. Thì bây giờ nếu mà anh em không thích cái em này, mình vào tới đây mình có thể thay đổi di chuyển cái em khác, thì bằng hai nút này lên xuống ha. Đây mình chuyển sang một cái em giả sử đây, cái em này đi gọi run thì nó ra sao, mình không thích nữa mình chuyển qua em một em khác. Thì lúc mà anh em lựa cái em nào mà mình thích thì mình cứ sử dụng, mình xài chỉ vậy thôi. Ví dụ này là Fender Rainbow, mình nói mình giả sử là mình để cái em này thì ok mình chọn là em này chỉ vậy thôi. Mình enter vào trong đây để mình có thể chỉnh chỉnh được những cái gain to be level nó, mình không thích mình có thể qua những cái khác ha. Đấy, ok mình qua mình tinh chỉnh mọi cái của mình xong rồi thì anh em quay về đây. Đấy, đó là của cái cục đầu tiên ha. Tới cái cục thứ hai coi đang là cái gì, em enter vào nó đang xài ở đây là room, thì trong đây là giống như là nó đang xài modulation á, thì nó có cái chế độ này giống như decay nè, light tone đó. Thì bây giờ mình không thích cục này, mình muốn cục khác thì chuyển qua là cục khác ha. Room mình không thích, mình sẽ xài hall hội trường chẳng hạn, hoặc là không thích nữa HD hall. Anh em muốn tinh chỉnh thêm vào trong đây thì vào sâu bên trong ha. Đó, ví dụ vào trong đây Enter 80 mình tăng lên, xong rồi nhấn qua đây muốn tinh chỉnh thì mình lên ha. Đó là về cái cách mình làm và chỉnh sửa trong đây ha. Enter nếu mà xong rồi không ấy thì mình thoát ra đây ha. Nó đang ở vị trí này đó, chỉ vậy thôi, chọn lúc này rồi không thì mình thoát ra ngoài ha. Rồi mình quay về đây, đó là cái cục thứ hai. Ở cục thứ ba nó đang xài là con này, anh em muốn vào trong đây enter vào. Có một cái nhược điểm của GMX-On đó là giả sử mình đang chọn ở cái này, nhưng mà giả sử anh em quay vào những, ví dụ anh em chọn mình phải biết được, giả sử mình đang chọn em nhưng mà thay vì hết em nó sẽ phải quay lại từ đầu, nhưng mà nó sẽ lộn qua những cái effect khác của delay, reverb hay modulation luôn. Thì cái này là cái mình nghĩ là gọi là cái nhược điểm của GMX-On thôi, nó không như những cái khác. Thì ví dụ anh em chọn về em thì nó chỉ quanh quẩn ở em, chọn về delay thì nó quanh quẩn delay, còn đối với đây thì nó sẽ không có trạng thái đó. Anh em phải phân biệt được cái nào là của em, cái nào ấy, thì tất nhiên là cái này cũng phải dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người có ha. Rồi một cái giả sử về cái tiếng này của mình muốn thêm một cái cục nào đó nữa thì anh em làm cách nào. Ở đây nó là mình dặn qua bên đây ha, và mình có add effect enter vào. Thì add effect trong đây nó sẽ phân loại cho anh em, đó là add effect mình add cái pedal, mình add delay reverb, mình lập modulation hay là cái gì, mình là amp hay là override distortion hay là một cái gì trên đây nữa, thì anh em phải biết là mình cần add thêm cái gì vào. Add effect vào, giả sử mình add thêm một cái cục khác delay đi chẳng hạn, vị trí đặt rồi đặt ở đâu, vừa đặt trước đặt sau này hay như bất kỳ gì đó anh em cứ cần add vào. Đây thì mình sẽ chọn được delay này, mình không thích thì mình lên cái delay dưới đây ha. Đây ring mode nó sẽ có những cái rất là nhiều cái khác nhau, thì anh em muốn chọn cái nào đó anh em phải phải biết về cái hiệu ứng xài của nó, thì mình chỉ còn cách là mình thử thôi. Rồi enter vào, mình sẽ tỉnh được những cái trong thông số bên trong này đó, thông qua đây. Thì anh em thấy mỗi lần nó sẽ có chữ edit đây nè. Nếu như do mình sử dụng chế độ là save mà up á, cho nên là nó edit nhưng mà nó không có save được. Còn nếu như mà trạng thái mà mình để chế độ mà save nó đang là on á, từ auto là on á, thì lúc mình chỉ cần chỉnh sửa mình thêm cục này vô thì tí xíu nó sẽ tự edit chữ này sang, anh em sẽ thấy nó có save luôn là xong, có nghĩa là nó tự save cho mình. Đó.
Còn giả sử như giờ mình nói mình thêm một cái effect này vào rồi, và bây giờ mình muốn lưu lại cái tiếng đó, thì anh em chỉ cần dặn cái nút này ha, dặn về đây, xoay trái một cái về bật setting. Còn nếu không, anh em sẽ quay cái nút phải này về trạng thái quay khi nào sẽ thấy bật setting lên thì anh em enter. Đây thì nó bật setting, nó nghĩa mình tạo một cái tiếng mới đó. Anh em enter vào đây thì rồi nó sẽ có cái gì, cái level. Level này nó muốn hỏi cái tiếng này mình muốn đặt là cái âm lượng là bao nhiêu. Giả sử mình nói cái tiếng này mình muốn nó âm lượng nó là giả sử 60 thôi chẳng hạn, hoặc là 50 tùy theo đó, cái tiếng mình tạo ra như vậy. Giả sử nó là bố máy mình đặt tiếng này rồi, ok. Sau đó mình muốn nó là, mình sẽ chuyển tiếp qua, xong rồi mình sẽ chuyển qua cái name. Cái tên nó là clean, bây giờ mình không thích tên clean hoặc là mình thích cái khác nữa thì anh em thêm vào clean nó gì đây, clean 01 hay bất kỳ gì đó, thì mình cứ nắm xoay đây mình dặn thôi ha. Đó. Mình muốn cái nào thì mình ấy đây, số đây, từ từ 0 rồi tiếp theo dặn qua enter lên chẳng hạn vậy. Giả sử 0m, ok, đó là xong rồi. Tiếp theo anh em sẽ không, cái này mình không xài thì thôi. Đó. Tiếp theo sau khi name rồi, anh em sẽ chuyển qua bên đây. Đây một cái này là cái gì đây, enter vào thì nó sẽ cho phép mình chỉnh là cái gì đây. Anh em muốn nó là cái nó hỏi mình là cái pedal đạp đây nè, anh em muốn nó chỉnh nó là cái gì chẳng hạn. Đó. Mình muốn chỉnh nó là cái gain của cái cục đầu tiên, hay là cái level của cái cục đầu tiên, hoặc là cái decay của cục đầu tiên, bất kỳ là cái này thông qua cái pedal này. Đó. Nếu anh em muốn nó là cái level, cái volume thì mình chọn nó là cái này là ok, anh em enter ha. Đó. Rồi, ok, sau khi xong nó rồi, xong hết thao tác của nó rồi thì anh em đã set up được cái pedal này luôn rồi. Thì bây giờ mình muốn lưu cái tiếng lại thì mình vào menu lại và mình chọn cái nút là save ha. Đây là save, enter thì nó sẽ hỏi nè, cái tên của mình hồi nãy chọn là B0OML nè, thì nó hỏi là cái vị trí mình bây giờ mình muốn lưu là ở đâu, anh em muốn lưu vị trí nào. Giả sử bây giờ mình nói mình chọn cái băng là cái group là A để mình dễ xài. Rồi bây giờ tôi muốn là lưu vào A0 chẳng hạn, thì anh em quay về A0 ha. A9A1B9C C B A chẳng hạn, mình nói ở A6 đi chẳng hạn. Rồi ok, enter. Đây thì nó hỏi mình nè, cái mình lưu chồng lên cái tiếng này thì sẽ mất cái tiếng preference này. Anh em ok thì yes, còn nếu không thì no. Đó, chỉ vậy thôi, mà mình muốn lưu vào A6 coi như mất cái tiếng A6 kia đi. Rồi yes, complete. Vậy có nghĩa là cái tiếng A6 nó sẽ thành clean không mấy nè. Bây giờ anh em quay qua sao đó, A6 anh em sẽ thấy nó thành là cái tiếng clean xong OAN với bốn cái chức năng effect của mình hồi nãy vừa gác. Rồi tương tự như thế, bây giờ anh em muốn giả sử giờ anh em thấy cái tiếng của, bây giờ mình chuyển group nha, giả sử mình nói cái tiếng của C6 này đi, mình muốn cái C6 này nè, mình thấy cái tiếng này, mình thấy cái tiếng này mình muốn đặt gần cái tiếng A6, A5 gì nãy của mình để mình chơi chẳng hạn, thì mà anh em sẽ làm bằng thao tác là swap, chuyển đổi. Anh em vào đây, đây nó có chức năng swap này, enter, thì mình sẽ có thằng C6 này nè, anh em muốn chuyển đổi với nào, thằng mình chuyển đổi với thằng A nãy A5 đúng không, thì mình giả sử mình chuyển đó là thằng A4 đi chẳng hạn, mình sẽ quay về thằng A4 đi, để chi mình quay đây, quay về A4 mà A4 A5 gì đó, hồi nãy cái tiếng kia của mình là A6 nó lên này, mình quay về tiếng A4, xin lỗi, A5, mình quay tiếng A5 để cho nó nằm gần cái clean không OML của mình hồi nãy. Ok anh em enter. Hỏi nó hỏi mình muốn chuyển đổi yes no yes, ok, thế là mình đã quay về đây, thì mình đã có cái tiếng A5 mình chép từ cái thằng B bên kia, thằng C, để mà chuyển qua thằng bên đây, để mình có được cái tiếng A5 sáng bên đây, ok, A6 bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ nói về tạo, về hướng dẫn anh em làm cái tiếng từ đầu. Giả sử từ đầu thì mình phải làm thao tác gì? Giả sử mình chọn nó là A5 thì mình phải xóa những cái chuỗi effect này nó đang có sẵn trong cái tiếng A5 này, nó tạo được từ ba chuỗi này, mình phải xóa nó trước. Mình sẽ dặn cái nút này qua, dặn qua bên chỗ delete effect, enter. Rồi nó hỏi delete modulo, yes. Rồi delete F rồi, yes. Delete này, yes. Ok, đã hết rồi. Ok, bây giờ mình mới bắt đầu.
Ngày hôm nay mình bắt đầu dẫn qua để mình add effect. Đó, áp kịch đầu tiên, enter vào. Thì đầu tiên làm tiếng lên thì mình cần cái gì? Mình cần giả sử cái em, thì anh em sẽ chọn xây qua đây là cái em, enter. Thì nó hỏi cái vị trí đặt ở đâu, mình nói rồi đặt vị trí đầu tiên đây, enter. Rồi cái em này em số 1 thì anh em sẽ thấy nó là fender. Đó, giả cái tiếng của fender thì mình thử coi nó ra sao làm sao ha. Nếu anh em không thích thì anh em chuyển cái em khác bằng cách nhấn mũi tên lên xuống này ha. Đây, giả sử cái đây em fender, em Dulux, hoặc là tiếng khác nữa mình nhấn lên. Rồi, giả sử giờ mình chọn mình nói cái em fender này, ok, rồi enter, mình vào để mình chỉnh những thông số bên đây. Ví dụ mình cần cho gain lên một tí xíu, ok, gain nhiều lên miếng cái tubi cũng đèn này mình lên tí xíu ha. Rồi thì ok vậy là được rồi. Còn mình muốn chỉnh sâu nữa thì sẽ có bên đây, anh em dẫn qua bass, treble, middle hay bất kỳ gì đó có đầy đủ ha. Rồi ở đây có cabinet, cái loa mình xài là cái dạng gì ha, đó, mình có đầy đủ cho mình hết. Rồi sao mình quay về đây có nghĩa là cục đầu tiên của mình rồi, đã thêm cái em rồi. Bây giờ mình muốn thêm một hiệu ứng nữa là sử mình thêm delay vào hoặc là game gì đó, thì anh em sẽ quay về cái add effect tiếp, anh cộng vào. Giả sử mình muốn thêm delay reverb đây ha. Rồi rồi mình thêm enter. À, thì nó hỏi cái vị trí nào, giả sử mình nói đặt sao cái em vị trí số 2. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ có gì đây, delay theo dạng này, cục này mình không thích mình chọn delay khác ha, thì anh em điều chỉnh bằng cái này, carbon delay, standby delay. À, ok, ví dụ giả sử mình chọn nó là cục này, enter, ok. Rồi mình quay về đây, đó là hai. Giờ mình muốn nó là thêm một tiếng, giả sử để ra cái tiếng chorus chẳng hạn, anh em add cái effect tiếp, enter vào thì cái sẽ vào cái modulation này, enter. Nó hỏi vị trí nào, mình giả sử vị trí là số 3 của mình, ok. Thì vị trí này anh em vừa có gì, tiếng modulo, tiếng này, tiếng phaser, tiếng double phaser, rồi bất kỳ gì đó, đây tiếng chorus chẳng hạn. Không thích mình chọn cái tiếng chorus stereo chorus. Ok, giả sử mình thích cái tiếng này, mình muốn điều chỉnh sâu bên trong nữa thì anh em vào đây deep, cái độ sâu của nó ít hay nhiều, ok, cái ray, bất kỳ cái mix chuyển sang chân 2, nó có cái tone level này nữa thì tùy anh em muốn cái nào thì điều chỉnh. Thì mình lúc mình điều chỉnh xong rồi á, mình phải nghe thử cái sound của nó coi nó ưng ý chưa ha. Ok, giả sử xong rồi, ok, mình hôm về đây thì mình đã tạo ra được một cái tiếng clean ha, tiếng clean này. Thì giờ anh em muốn lưu lại xoay trái, nó sẽ bật setting, enter vào, rồi enter một cái nữa thì anh em sẽ thấy là nó sẽ hiện cái level giống như nãy mình nói từ đầu á. Cái level này là cái mức độ âm lượng của cái tiếng mình muốn làm này bao nhiêu. Mình nói mình giả sử cái tiếng này muốn cho âm lượng 70 thôi chẳng hạn, rồi enter, thế là xong. Nó qua đây cái tiếng, cái tên là gì anh em đặt rồi ha. Rồi xong rồi mình qua bên đây, tới đây là để mình đặt cái gì, auto scene. Đây mình đặt cái pedal này, chức năng pedal này là cái gì, anh em muốn nó là cái volume chẳng hạn thì mình chọn nó là cái đầu tiên là cái gain, cái level đó, mình chọn cái level của cái fender combo nè, mình chọn cái level đó, thì có nghĩa mình enter vào đây là xong ha. Đó, anh em quay về đây, sau đó mình save lại bằng cách trên đây nhấn chữ save, ok. Anh em muốn lưu nó lại đâu, ngay lại cái tiếng A5 này luôn hay là muốn lưu chỗ khác thì tùy. Rồi giả sử A5 này luôn. Rồi nó hỏi mình lưu chồng lên A5 không? Ok, yes. Thế là xong, mình đã tạo được một cái tiếng của mình. Đây, tiếng A5. Này, cái volume này là thành cái volume của cái amply. Nếu mà mình gạt xuống dưới đây là nó mất tiếng này, không có nè. Rồi mình để lên đây, đạp lên là có. Đó, nó vừa về cái cách làm tiếng thôi.
thì anh em cứ dựa vào những tiếng của nhà sản xuất và chỉnh sửa trên đó để tạo ra được một cái sound riêng cho bản thân mình. Còn giả sử bây giờ mình nói tắt và bật những chức năng effect trên đây vẫn được, bằng cách nào? Giả sử mình nói về cái thằng stereo này, cái em đầu tiên ha, giả sử mình nói là effect combo này đó, anh em đang vào đây, enter đây, thì muốn bật tắt nó, mình đang quýnh mình bật tắt vẫn được ha, nhấn tắt đây, nghĩa là nó mất mất cái em đi, lên em lại đó. Hoặc là mình muốn là đang xài đó nhưng mà mình muốn cái delay này nó mất đi, mình vào đây đó, mình đang chạy đây, mất delay, bỏ là tắt cái delay, chỉ còn tiếng chorus thôi. Đó là những cái cơ bản nhất của G1X On. Nói chung là nó rất là dễ xài, anh em cứ bỏ thời gian ra rọc và làm chủ được nó thì sẽ thấy được nhiều điều lý thú ha. Chúc anh em tạo ra những cái sao mong muốn. Hẹn anh em ở những video clip tiếp theo. Nếu anh em có câu hỏi thắc mắc gì có thể comment vào YouTube. Mình sẽ cố gắng trả lời những thắc mắc trong giới hạn khả năng hiểu biết của mình. Hẹn anh em ở những clip sau. Tạm biệt.